vị, chương trình Góc Tím hôm nay lại thêm một lần nữa đi ra khỏi studio để mà gửi đến quý vị một vài hình ảnh của cuộc đua chèo thuyền rồng được tổ chức ở ngay tại trung tâm Houston chúng ta. Có lẽ quý vị cũng đã từng nghe nói về cái cuộc đua Dragon Boat ở tại Houston chúng ta được tổ chức hàng năm, mỗi năm hình như hai lần phải không Thuyền Nga? Đúng rồi, và đây là lần thứ 12 họ tổ chức. Thì như quý vị biết là bề dài đó là 40 feet, rồi bề ngang là 4 feet. Và mỗi cái thuyền như vậy đó thì họ chứa được khoảng chừng 20 người. Và cộng thêm cái người mà như quý vị thấy là cái người đánh trống. Đánh trống để mà cổ bỏ cho đúng rồi. Cho đồng đội rồi, rồi xong rồi có một cái người đằng sau bẻ lái phải không? Bẻ lái đó. Mà như chúng tôi được biết đó, thì Long Hoàng Long ở trong chương trình thể thao với Quốc Bảo đó cũng có một chân chèo trong trong cái thuyền ở đây. Theo cũng như là thường thường họ có là như mỗi cái company họ sponsor cho cái thuyền đó. Thì tất cả những người trong cái company đó phải tập trước vài lần, giống như tập để mà cho nó khi mà mình chèo đó nó sẽ synchronize với nhau, có nghĩa là nó đều với nhau. Thành ra mà không biết thì chắc thứ nào mới mốt Góc Tím cũng phải một lần leo lên thuyền chèo đúng được rồi. Đúng không? Khoan, nếu mà Thuyền Nga nó Góc Tím xuống phương xí chỗ đánh trống trước. Nói trước không thôi, Thanh thế nào cũng xí rồi quý vị. Vậy thì nó Thanh bẻ lái là người ở đằng sau cũng bẻ qua cầm cái cây cũng thấy dễ lắm quý vị. Nhưng mà cái thưa quý vị thì được biết á, là mỗi hàng năm như vậy đó thì có trên dưới là khoảng 30 đội họ tham gia với nhau. Trong 30 đội đó, đây là Quang Long. Chưa hết đâu quý vị, bởi vì còn cái vòng gọi là cái gì? Final, gọi là coi như là biết kết quả là đội nào sẽ thắng. Cho nên chúng tôi hứa là sẽ ở lại đây tới giờ phút cuối cùng để mà mình biết là đội nào đã đoạt giải trong năm nay, đúng không? Nhưng mà bây giờ Xuân Phương đề nghị là có lẽ chúng ta phải bắt đội đi. Mỗi đứa bắt một đội đi. Đúng rồi, thì khi mà bắt đầu mà final mà họ ra đó thì chúng ta sẽ bắt một đội. Thì bởi vì trên con tàu, trên cái con thuyền rồng đó thì nó có những cái số. Thì lắm tí nữa đây thì chúng ta sẽ coi bốc thử như thế nào, rồi chắc phải thắng thua như thế nào. Thì chúng ta sẽ nói là cái giải thưởng của Góc Tím ra sao. Chống cancer. Đúng rồi. Xuân Phương thấy là hồi nãy hình như chỉ có ba đứa mình là lớn tiếng nhất. Thấy mấy người đây họ không có đến nổi mà. Excited giống như vậy đúng không? Mặc dù là bây giờ Phương hỏi đố nè, nãy Thanh chọn tàu số 3 phải không? Bị chọn tàu số 3. Ok. Đố Thanh có biết là đội gì không vậy mà thấy chia dữ vậy? Không, thực ra là Thanh cũng không biết đó là đội gì, nhưng mà mình nhìn thấy màu hồng nó dễ thương. Mình nghĩ là màu hồng mà mình phải phụ nữ, mình phải ủng hộ cho phụ nữ. Mà thật sự là cái con tàu màu hồng vừa rồi là nãy Thanh cổ vũ đó, là nhìn thấy là toàn là nữ không à. Không có một người đàn ông là nam. Bây giờ thì khi mà họ chạy gần lại đó thì mình nhìn thấy là chỉ có một người đàn ông thôi. Rồi, ta số 1. Tại số 1 thắng đó. Có con cá trên đầu. Con Nemo nữa. Vâng, kính thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết đó là cái Texas Dragon Boat thường á, họ diễn ra vào ngày tháng 5. Tháng 5 là cái tháng vinh danh người châu Á Thái Bình Dương. Thì rồi họ có tổ chức thêm một cái buổi nữa là vào tháng 10 ở Sugarland. Quên nói cái này nữa, là cái này là cái tổ chức phi lợi nhuận 501c3 đó, từ đó. Quý vị thường nghe thấy đó. Go BP! Woohoo!
vâng, kính thưa quý vị, thì cái mục đích đầu tiên là để giống như là giới thiệu cái văn hóa châu Á đến cho cái người Hoa Kỳ, người địa phương ở đây để họ biết. Nhưng mà riết rồi nó trở thành như là một cái gần như một cái truyền thống mỗi năm của rất nhiều công ty. Thành ra quý vị thấy nó trở thành một cái truyền thống mà được rất nhiều cái công ty mà sponsor. Wow, đây có vừa nhắc đến là chúng tôi có Hoàng Long trong chương trình thể thao với là Quốc Bảo, như quý vị đã biết. Em cho biết cảm tưởng khi mà được một thành một cái tay chèo trong cái đội của BP. Khoan, trước khi em trả lời, chị cho em vô giữa nhé. Dạ không, nói đúng ra có một cái chương trình như vậy nó rất là giống như là họ giống như sử dụng cái chương trình này để mà gọi là team building để mình làm chuẩn bị. Tại vì nói đúng ra mình đi làm ở công việc thì lúc nào mình cũng nghĩ là mình suy nghĩ chứ trong công việc mình thôi, nhưng mà trong công việc mình thì mình có nguyên một đội làm việc chung với nhau. Thì đây là một cái cũng có một cái cơ hội để chúng ta get together mà làm một cái công việc chung với nhau. Và nói cho quý vị biết, đội BP vào trong vòng bán kết semi final. Chị muốn hỏi là khi mà trong công ty đó em làm sao mà em vô được cái đội chèo của sinh, mình phải xin vô hay là như thế nào, có phải thi vô không, có phải thi nghĩa là còng tay gì đó? Nói đúng ra thì cái đội của BP cũng rất là mới, chỉ có năm này là năm thứ ba mà thôi. Nên cũng vào trước tiên thì cũng có cũng giống như cũng có đi tập vài lần để chung với nhau, nhưng mà so far là chưa có require mình là cần phải gồng mạnh hay là yếu hay là dùng sức gì lắm. Nhưng mà vào trong thì đương nhiên cái cơ hội chúng ta tập trung với nhau thì nó có cái thời gian đó thôi. Coi như cái này cũng là một cái cơ hội giảm stress phải không? Đúng rồi. Ví dụ như mà thắng giải đó thì công ty có lên chức cho, hay là có lên lương cho cả đồng đội không, hay là cả các nhân viên trong hãng hay không, hay là chỉ là chủ yếu là tập về thể hình thôi? Rất chủ yếu tập thể hình thôi. Nhưng mà thường thường đó, khi trước khi mà mình biết là cũng rồi sẽ có cái ngày mà thi đó, thì mình công ty họ cho bao nhiêu ngày để mà tập? Dạ thì cho thì cũng cho biết trong vòng cỡ một tháng. Tụi em tập hai tuần trước đây, nhưng mà thấy năm này, tại vì nói đúng ra năm này là năm đầu tiên mà tụi em thấy mà đạt được cái điểm mà tụi em muốn, nên có hy vọng là có gì khi nếu mà tập hàng tháng thì nếu mà lập được đội hàng tháng thì tụi em sẽ tập nhiều hơn. Và cái kế đến đó là cái tháng 10 cũng đi tham dự nữa. Yeah. Nhưng mà bây giờ chị hỏi là thí dụ năm tới mà có team BYN rồi team BP, em đi với team nào? Đúng rồi đó. Mấy chị làm em có trả lời là sao em biết trả lời được câu đó? Em phải lựa lời, em trả lời chắc thế. Không mà nói vậy chứ không lắm. Bây giờ em nghĩ tại vì đương nhiên nếu mà vào trong chung kết á thì lúc đó mình làm mấy Hoàng Long mới khó. Nhưng mà nếu mà mấy vòng ngoài á thì là đương nhiên chắc BP với lại NOV họ sẽ sắp xếp cho các, em hy vọng anh nói với họ để sắp xếp cho các đứa Hoàng Long đua được hai lần. ăn gian không, nhưng mà đúng Hoàng Long nói, BP là một công ty rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà em tập đó thì là công ty có trả lương hay không, mình tập trong cái giờ làm việc hay là mình tập sau giờ làm việc? Dạ sau giờ làm việc thì cái đó không có lương, không có một bà tham, không có lương bà tham. Nhưng mà cái này là tập cho thân hình tốt đẹp thì cái đó em cũng ok. Không, nhưng mà sao giờ lúc mà sáng em tới đây mấy giờ và làm quá trình như thế nào từ sáng tới giờ? Dạ từ sáng đến bây giờ thì tụi em đến đây lúc 7:30 sáng để chuẩn bị và chương trình bắt đầu khai mạc từ lúc 8:30, và cũng có rất là nhiều chương trình, chắc thì mấy chị cũng đã thấy. Hoàng Long có biết là tất cả là 30 đội đúng không? Dạ. Em có biết một số đội là của ai hay không? Dạ vâng, rất có nhiều đội ở đây. Trong đây có không những là những cái energy company như là Noble Energy, BP, và cũng có mấy cái accounting firms như là PwC, Deloitte với KPMG. Và trong tất cả 30 cái đội đó thì là cái đội nào là cái đội đáng gườm nhất đối với em nè? Nói thì những đội mà đối thủ với tụi em là đương nhiên BP là trong energy company, thủ của tụi em là đương nhiên là energy company với nhau, compete với nhau, và BP thắng giải energy cup rồi tụi em thắng nghĩa là có nhiều cái cup khác nhau, giải khác nhau, phải không? Có giải chia theo cái ngành rồi sau đó rồi những người thắng mỗi cái ngành thì mới đi vô cái final. Thành ra hèn chi quý vị thấy cái cuộc đua kéo rất là dài, bắt đầu từ
Nếu Xuân Phương không làm từ 8 rưỡi sáng là đã có cái round đầu tiên họ bắt đầu rồi, thì mãi cho đến 4 giờ rưỡi chiều đó mới là chấm dứt. Mà như Hoàng Long hồi nãy nói là cứ 20 phút là có một cái ba chiếc thuyền cùng là compete, cùng đua với nhau. Thì trong suốt một ngày như vậy, nhất là hôm nay cái trời nắng như thế này. Cảm ơn mấy chị và cảm ơn khán giả của BYNTV. Ok, rồi, bye.